Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Mình là BioSugi. Thì hôm nay chúng ta đã tiếp tục cùng đến với series mà BioSugi đến thường và cùng lên đồ diện với các bạn nào. Thì hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng là Wukong. Và đây là một ý kiến của anh em trên YouTube là chơi Wukong mà lên cái đồ gì dễ nhất có thể và có thể rất là mạnh luôn. Và hôm nay mình sẽ nghĩ ra một cái build đồ rất là dị hợm cho Wukong. Và mong anh em theo dõi video này để biết cái build đồ đó là build đồ gì. Và hãy cố gắng xem hết cho mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và như anh em nói trong video là mình nói khá là nhiều nên giờ mình sẽ hạn chế nó lại và chỉ tập trung đánh thôi. Và lúc đầu thì mình chào nên cũng nói ok. Thì giờ anh em nào xem thấy thích đó, thì bấm like cho mình nha và đừng quên subscribe cho mình. Hãy cho mình một đăng ký vì lên 100 cái sub thì mình sẽ quay video đời sống. Anh em nào muốn mình quay video đời sống thì anh em hãy giúp mình lên 100 cái đăng ký nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thì mình sẽ tập trung mình đánh thôi. Mình đang chơi Wukong bình thường không mod skin. Đây là mình quên mod chứ không phải là không mod này mà rất là xui luôn. Mi. Không biết thằng rừng ở đâu ta. Phải có đừng anh ơi, đừng blue ơi, một solo luôn. Một phải solo kill rồi. Đấu xanh. Từ. Đang đợi hậu quy này mọi, đang đợi hậu quy. Mày. Nghe solo căng não vãi đái ra không thể tin được anh em ơi. Mi. Khổ vời lờ. Hết máu cờ mờ nr. Hết máu nhanh vậy ta. Mình nhớ là Wukong đi rừng đâu hết máu nhanh gì đâu. Trời mất e mất đúp rồi găng bằng niềm tin nè anh ơi. Anh sai skill. Sai rồi. Đậu xanh ơi coi sai skill lỗi quá. Mình đến găng mà nó lại sai đúp xong rồi. Ờ bồ. Man rồi nó mất e. Ủa cái chuối. Chui nice rồi nhưng mà ở cô phải chạy giải lại một cái mạng của mình rồi. Không sao mình xanh là được. Đấy. Mình xanh là được. Mình là chỉ cần đứng núp và đợi tí ra bóng ra là có mạng ngay. Phải nói con này găng khá là dễ này mà tại vì nó có cái chu đúp á. Ra găng khá là dễ. Đấy. Mình không hiểu tại sao mà xin ra với Jira lại đi bot luôn. Hai con ra vô. Bê kè bót kìa anh ơi. Rồi xong mất mạng rồi. Lee Sin quyết định gân top rồi nhưng ăn lính thôi à. Mình chỉ mới level 3 thôi. Một con rip nhỏ xíu nữa là mình lên được level 4. À nó thử nó quay đây nó rồi. Ok nó không có đây. Những mẹo này cho anh em biến về mà còn cắm mắt được thì anh em cứ cắm mắt bình thường thôi. Vì lúc mà mình biến về mình cắm mắt vẫn được nha. Nó không có làm mất cái hiệu ứng biến về nên em cứ thoải mái mà cắm mắt thôi. Và mình xin ý kiến của anh em là mình có nên tiếp tục quay webcam như vậy nữa không. Mong anh em đưa ra ý kiến cho mình. Vì có nhiều anh em rất nhiều anh em bảo là mình quay webcam làm cho anh em không tập trung được để xem cái video. Thì anh em nào muốn mình quay webcam tiếp thì anh em hãy comment dưới nha. Mình xin ý kiến rồi. Ô Lee Sin gắn top khi đậu xanh. Ấy Lee Sin gắn top rồi bỏ rồi, top chết chắc rồi. Top chết chắc rồi bỏ thôi, lên cũng như không thôi anh em, thề luôn. Nhưng mà có chuối rồi, có chuối là phải lên thôi, có chuối là phải lên rồi. Chuối là khá là ngon mà top biến, mình nghĩ là nó hết top biến rồi tại vì mới giết Yesu xong mà. Ôi ơi, man. Này, Achoo, yeah, baby. Hình niên nó mất top biến hình như là vậy rồi. Mình nghĩ là thanh niên nó mất tốc biến rồi vì nãy nó không mất tốc biến để chạy. Nó không tốc biến để chạy mình nhớ là gì. Rồi vô farm nốt cái con người đá nào. Nãy đang farm thì đậu xanh combat trên top rồi. Ok về nhà mua đồ nào. Găng được bạn này phải về nhà mua đồ rồi để lấy tiếp tục cái lợi thế này. Mình nghĩ là mình còn đi cắt tóc này mà tóc rất dài luôn rồi. Phải nói là hơn 2 tháng mà chưa cắt tóc hay sao á. Mấy tóc dài vãi đái. Hất khó chịu mẹ. Rồi chú bót lại bị BK lại chết rồi. Oh no. Pa. Starlight. Mình đang cố gắng mình farm lên level 6 nhanh nhất có thể để mình có thể có một cục găng đầy ngọn mục. Đấy. Nice. Chú E này cái tác động lên tận 3 con nha anh em. Nên anh em là chưa biết thì giờ biết cũng được.
Mẹ nó hên vợ cờ ra vậy. Cinere bắt đầu chửi rồi. Ồ găng găng nào. Anh ơi coi đừng sai skill tào lao đấy nha. Anh lại chết thì anh lại đổ thừa cho em niệm mệt lắm anh này. Anh này. Lên đi này. Lên này em mới lên được trên này. Bay vào, xúc nó đi. Đâu mê, chờ nó lên nó xúc thì đến sáng mai à. Ôi, bỏ rồi. Ôi, thằng này nó ngu rồi, nó không. What the hell? What the hell? Vãi đái rồi cô. Vãi shit rồi cô. Mấy cạn lần thôi bỏ luôn. Mấy cạn lần đó rồi thôi mình bỏ luôn. Găng mít là mũ quyết định đó. Sai con mẹ nó lầm rồi. Nãy mình tưởng là Katarina nó chạy về, ai ngờ mình ra cái nó bay lại lúc cái E của nó luôn. Ảo thật chứ. Và thằng Echo đó còn hắc não hơn là có thể bay lại R khúc đó luôn mà sự là không trúng. Unbelievable. Làm mất cái R rất là ngu người. Rồi level 6 rồi, level 6 rồi nha, level 6 rồi nha. Echo ra nhanh nào Echo ơi. Nếu không ra thì tao vét hết cái mạng này thì mày lại khóc nhè nó. Ồ nó chạy đường đó khôn ha. Thôi bỏ rồi. Chạy đường khôn quá xá là khôn luôn sao rồi đây. Echo ra khúc đó nhanh nhanh xíu nữa là ok rồi. Ok anh em thì nãy nó bị lỗi một chút nên mình đã cắt bỏ cái đoạn nãy và cũng là tắt camera vì đây là bị lỗi camera nên mong anh em thông cảm nha. Và tiếp tục chơi đâu nào. Nãy mình găng được mạng khá là ngon à, 2-0. Và sorry anh em vì camera nó không bị lỗi. Rất sorry anh em lúc đầu có camera nhưng giờ sẽ không có nữa. Sorry anh em nhiều nha, mong anh em thông cảm. Ôi găng thôi, găng là có chuối nè. Chạy đâu mày? Mày bắt này chứ đây, bắt này chứ đây. Rồi rồi rồi, có chuối. Chạy hộ cái. Chạy hộ cái nè. Tưởng Blitz nó cứu được mày à. Hên quá xá là hên. Trời ơi hên quá. May mà phai đó giết được không, giết được phai đó phải nói là đầu xanh nó nát cơm mình á. Ôi, ôi Blitz kìa. Cái tay đi mít mà xuống nhăn bót rồi. Nhay nhay đã mình xuống giết là không thành công rồi. Và anh em xem nó hay không và đừng quên subscribe kênh mình nha. Cảm ơn em. Hãy đăng ký kênh mình vì là 100 cái sub thì mình sẽ quay video đời sống. Giờ xuống ngăn bót thôi. Ấy trời ơi. Ông chói kìa. Mù kênh mình nó mắc rồi. Tóc biến chỗ. Wait a minute. Rồi tôi xong rồi. Tôi lại bị chửi chắc luôn rồi. Đồ đen. Tại ông di ra em tóc biến lên, ông chói hụt xong rồi ông Cinera bị kéo chứ đâu phải do mình man. Ôi, ông ơi là ông ơi. Thôi mình farm thôi anh em. Ở cô nó quyết định nó xuống găng boss kìa. Mà mình đang bận farm, từ từ. Anh em cứ bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh, mình sẽ xuống ngay thôi. Thôi giết đi. Trời ơi, rồi xong rồi, tôi thấy là không giết được đó. Mình sẽ ra mình đếm mít giùm nó luôn. Thằng Echo này xuống găng mà không có đem cũng như là rất là phế vật. À, mình giết nó một hai mạng hay sao á. Chạy đâu, chạy nè, chơi mày, nó mạnh như vậy ta, bỏ thôi. Nó xoáy một phát rồi mất khúc máu này thì bố mày cũng sợ vãi đá ra. Lee Sin quyết định lên găng top rồi, Lee Sin đang ở trên top rồi, mình thấy rồi. Anh em có thể thấy nó mà nhìn vào cái mini map đó. Hú dồ, yes, level 8 rồi. Bay nó xúc nó. Trời ơi, bị Kata airplay phải nói là mấy pha anh em ơi. Cinderay đang được cái double kill với boss rồi. Mặc dù rất là thọt khi nãy. Lee Sin quyết định xuống găng boss rồi, không biết boss nó có thấy không nữa. Không biết boss nó có thấy là Lee Sin đang xuống. Ôi, mất con ma rồi. Nào cướp gì. Không biết có phản Lee Sin cướp ta đậu đen nữa. Nó mà cướp của mình thì phải nói là quyết định xác định là rừng nó nát luôn ơi. Rồi luôn, hình như boss nó không thấy vậy. Và mình cũng không có bình nữa. Mình ngu thật. Boss nó chết hai mạng, ăn hai mạng chết hai mạng cũng như không thôi. Và đúng như đầu video mình đã nói thì mình chọn này mình sẽ lên đồ dị hợm cho vu dị hợm cho vu công, có thể là vô cực, có thể là cứ vô danh. Mình sẽ lên hoặc có thể là hai thứ. Rất là bựa luôn. Hơi bê ke rồi. Vì mình cũng chưa bây giờ thấy ai lên gương vô danh và cái vô cực cùng lúc cho vô công rồi. Giê-xu là Giê-xu 1-2 rồi. Đón Giê-xu găng tem rồi.
Bình muốn nát máy cũng không chịu về, dễ ngu hay ngu thật vậy? Lúc đó về không kịp rồi. Hai thanh niên boss đang đổ thừa cho nhau. Nhưng mà ở đây thì Mid đã solo kill ăn được Katarina rồi, rất hay. Còn siêu máu thôi. Ôi ôi listen bố mày, mày vừa làm tao một pha hết hồn đấy. Sinora lại BK rồi, Sinora lên bảng đếm số rồi. Khó quá. Bay vào súc luôn. Mày. Ồ có chuối rồi, chích mẹ nó hồi máu rồi, chích cha rồi. Nát rồi. Oh shit. Ngu người rồi. Rồi luôn, bot tem luôn rồi. Không chết luôn. Xui dữ ta. Đậu điên cái này là xuống găng nó còn hồi máu chứ phải đấy là blitz 4-2-5 có găng tay băng ghế luôn đấm phải nói là sắp mặt lờ luôn. Tại nó hên vậy, ba mạng ba trái chuối ngon cream vậy mà không giết được ai hết. Càng lờ được, ra frame rate xong rồi đi găng top rồi. Họ top nó khỏi găng luôn sao, top nó ăn được cái trụ rồi. Phải đấy. Có red ông to red. Mất con red phải nói là Lee Sin nó xác định. Lee Sin xác định thôi chứ nó gì đâu. Yeah. Cái tay đang cố gắng BK với kẻ Echo County rồi. Mình quyết định mình sẽ găng mít. What the hell. Nó mà chôn bao nhau à. What the hell? Mình găng mà nó sợ cái gì vậy? Vãi đái thì tự nhiên nó bay lên, đã lên hết test rồi lại chạy về. Wow. VL thanh niên Eco đặc là một fan, phải nói là mù con mẹ mắt luôn. Không có tin được. tôi cứu ra. Rồi cáo mạng rồi, mà không phải là dành cho mình. Mà cũng được rồi. Hôm nay mình fan cũng khá là nản kèo vì con này farm rừng cũng khá là chậm, tốc độ khá là chậm tại vì nó không có chiêu để xử lý lính, để xử lý lính. Và lúc đầu mình cũng không có lên cái rìu tim mát để ăn rừng cho nhanh nữa. Lên đồ này thì đem rất là nhiều luôn mà không có tốc độ xử lý quái. Mà xanh được rồi, tem mình xanh được rồi. Echo ăn được trụ, Seju lộn Jesu ăn được trụ là quá đẻ con bạch xả rồi. Cinderella là BK rồi ông ơi, ông Cinderella ơi, ông ơi. Ông fit vãi đái ông ơi. Lát rồi thanh niên lại đổ biết đổ thừa V2 Vision 2. Có chuối rồi, có chuối hôm nay. Echo đâu rồi, đậu điên hả, Echo này nó chôn mình nè. The fuck. Rồi lên chơi đó. Sao mình cứ đi găng nó là một rồi nó lại ngu sao á. Xong rồi nó lại ngáo ngáo sao á. Giờ nó lại chạy đi lên khác. Ok, R2 là ngon tri mà, R2 ngon tri mà. Có chuối về rồi, double kill cho. Oh my god, ơi cô nó ăn được cái mạng cuối rồi. Ảo gì ta, mình nhớ là mình đem cuối mà tại sao ơi cô lại có mạng ta. What the hell. Vãi đời. Jesus đang cố gắng câu giờ cho kẻ Win. Jesus còn tí máu thôi. Win quyết định biến giờ mình thấy là như vậy. KS nào. Cho nó ăn thôi. À có blue. Ngon stream thế. Ê thằng Win đó đâu rồi? Thằng Win nó đâu? Tại sao mình lại thấy cái nội tại của nó? Mình nghĩ là nó ở trong bụi sao anh em ơi? Mình nghĩ là nó ở trong bụi sao ấy? Nó không có ở trong bụi hả? Vậy tại sao mình lại thấy cái độ tải của nó ta? Hoặc là nó để biến về rồi. Đậu đen nó nguy hiểm thật. Rồi 2k mấy tiền đi Dubai về nhà mua đồ cho mình. Nó sẽ là một cái kim BF đem rất là nhiều rồi, 242 đem. Kinh vãi đái, cô xúc luôn. Mình không hiểu tại sao thằng level 11 lại sợ thằng level 10 như thế này. Và nó cũng đã mất chủ rồi.
bót lại với Kea Lee Sin quyết định găng đá Win không thành công. Jiren đang chạy combo lại Jin bắn anti nhưng mà mạng là do thuộc cho Blitz tại vì cái thiêu đốt. Cinere combo không chết, ủa chết thằng Lee Sin rồi, nice. Găng lên này cũng khó, găng lên này cũng khó quá đi. Còn có lên mid thôi nhưng mà bót thì mình thấy là ngon hơn. Mid thì hai đứa thì găng mình thin à. Bót hồi chuối. Không nãy không ăn được thì giờ phải ăn rồi. Chú ít cho mà không ăn thì phải nói là ngu vãi đái rồi. Mày đi đâu? Mày đi đâu kẻ hết hả mày? Thằng kia đình kẻ của mình kìa. Chó không? Rồi xong rồi. Mày xong rồi. Mày xong rồi con. Mày xong rồi. Em chạy đi đâu? Baby. Mất cái chỗ mít nhưng mà đó lại được ăn hai cái mảng bóp, mình không nghĩ là lời, mình nghĩ là lỗ đó nhưng mà mình xanh là được, không cần gì nhiều. He he. Ok, mày chạy luôn cái sao mày? Mình nghĩ là mày không đánh lại đâu, mình đã mất cái anti rồi. Nó mà anti mình một phát thì mình không có gì để mình phá anti nó cả. Mình có anti thì mình có thể tự tin mình đánh nó luôn. Cô anh ơi, vào đây giúp em giết cái ta nào này. 6-1-2 là KD hiện tại của mình. Và farm cũng khá là ổn mà phút thứ 18 như vậy cũng mà không quá là tệ. Gisu tay le xuống rồi. Lee Sin đang đây. Mình hơn Lee Sin level 1 level nhưng mà mình đang không có trừng phạt. Không biết ăn rồng được hôm nay. Mình nghĩ là quyết định đây là quyết định xa lầm. Nhưng mà ăn thôi. Ui ê. Yeah. Thằng Lee Sin này nó còn thôi cạn lời rồi, bỏ qua vụ đó đi. Mình ăn được con rồng là quá ngon rồi. Mình ăn được cái rồng lửa. Quá tuyệt vời. Ôi một phải chói chúng cả ba đến từ Jiren, chón được một đứa đến từ Cinderella. Nhưng mà không ai bay về để khúc đó cả. Mình khúc đó chưa có tì bay về cũng như không đâu. Và cũng chưa có đến cái kịp khoảng cách để mình e vô nữa. Phải là Jiren chó cú đẹp vãi đái. Có chuối này. Này ơi mày, lên đi. Đánh đi, đậu đen nó tem mình đâu rồi, tem mình đâu rồi. What the hell. Thằng Jire đi limit làm gì đây. Về Cinere, Eco vẫn đang farm. Tôi cạn lời, hang này. Gì, Yesu, cầm tem 20GG rồi. Gì được không. Được hôm nay. Thôi là nát rồi đó, Bài vé rồi. Không biết nó mắc đây chưa ta. Ui, nó bắn cái hạt không nổ, nó chạy đi rồi. Nhưng mà không có mạng cho mình. Xúc nó. Mày này ngáo này. Ok. Bê được hai chủ mít. Tiền rất là nhiều luôn. Boss vẫn chưa bê được cái chủ nào vì mình nghĩ nó rất là ấp chó. Ê mà chơi mày thằng Vinh, thằng nhóc con này. Ôi, chơi cho 1-1 thôi. Anh ơi sao lại chơi hấp diêm em như thế này? Hả anh? Hấp diêm chơi cho chết như thế này. Double kill. Skill không hồi kịp rất là xui luôn. Rồi. Vô cực thẳng tiến nè. Phải đó skill hồi kịp phải nói là bố mày cần cái dòng họ của chúng mày. Chưa. Và những ai đã xem ở đây do mình chưa like cho mình thì hãy bấm dừng video này, ký xuống like trước khi tiếp tục xem video nha. Và đừng quên là hãy nhớ chia sẻ video này cho mọi người cùng biết. Và cũng như là 100k subscribe thì mình sẽ làm video đời sống và cũng như là quay vlog cho anh em, hoặc là thử thách đời sống nếu cơ mình đạt lên 100k subscribe. Cảm ơn em rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Ok. Chắc có lẽ là món tiếp theo mình sẽ lên gương vô danh. Mình nghĩ là vậy. Mình đang sở hữu lượng đam khổng lồ là 307 đam ở phút thứ 21. Quá là kinh khủng. Trời ơi, crit lên 1000 đam. Trời ơi, 1000 đam một lần crit thì đánh làm sao. Jesus nó bị bắt kìa. Cần đi. Hay quá. Chạy đi em ơi. Tới bên anh này. Nắm tay thật chặt nào. Nắm tay tao chặt cho tao rồi luôn. Ông Yesu. Mình không hiểu tại sao ổng lại quay lại vào pha đó. Tôi thật không thể tin được. Một mắt nhau rồi. Sao mày? Mày vào là Lee Sin đúng rồi. Thằng này nó chó rồi. Chơi luôn.
Rồi xong rồi, anh tiên ba đứa nè, quá là đẹp. Triple kill, ui đầu đen không chết, đầu đen mày. Ê, ủa gì ra ăn không sao không sao không sao. Ok, ai ăn mà chạy được. Mày chạy đâu? Ôi, nó không chạy đường này, nó không chạy đường này. Nó kìa, nó định tự tử sao á? Định tự tử rồi. Tự tử rồi, nhưng mà ồ dưới ra ăn được. Ngon stream. Hay rồi. Ăn 3 mạng, 4 mạng team nó luôn. Này thì ngáo hả mày? Sống leo này. Ok, lên gương vô danh nào. Giờ có vừa có hút máu nè, vừa có chí mạng và cũng như là tốc độ đánh và cũng như là đánh theo phần trăm máu. Mình phải nói là con ngộ không này, con khỉ này phải nói là chất chất quả đất, mạnh nhất quả địa cầu rồi. Xin ra ơi, ông chỉ có anh tì xù quá nhưng mà vẫn ăn được. Ôi chị nó đúng rồi, chị xù xuống kìa, chị xù xuống kìa, đấn xuống găng tay rồi, chọc thương luôn, rồi tường gió luôn, rồi chết luôn, what the hell, rồi chết luôn. Một khi đấn để găng thì chúng mày coi như xong rồi. Mình nói chúng mày có nghĩa ở đây là team mình đó. Có chuối, có chuối, có chuối. Ô, nó bắn đâu rồi? Đầu đen ngu rồi, ngu rồi. Anti B, ui quá đẹp, ui rồi quá quá, đi đi đi. Mình mà hồi E với Quy nhanh hơn một xíu nữa là mình có thể là ăn được cái triple kill rồi. Đậu xanh đó. Quá ngu, ui. What the fuck. Thằng Echo này đang làm mình những pha mù mắt rồi, mình nó rỡ luôn. Đậu đen, unbelievable. Pha đó mình hồi chưa sống một tí nữa là mình có thể ăn được triple kill rồi, xui quá. Mình quỳ thằng Echo luôn anh em à. Nó tính toán ghê quá, mình không thể hắc não được. Mình không thể. Mấy thằng này đó, nó chơi skill phải nói là phải đái luôn rồi. Rồi, 2 món được hoàn thành rồi. Nói chung là 3 món nhá. Một món đi đi rừng, một món vô cực và kể là gương vô danh. Phải nói rõ là xanh luôn, đam 300 mấy chục đam. Kinh khủng và lờ. Giờ có xì lâu thì chúng mày chạy tuổi linh mà chạy với anh Wukong của này. Tôn Ngộ Không ở tôn gì đó. Này thằng này nó Tôn Ngộ Không nó ở động thì con mẹ nó ai biết. Quên comment rồi. Yes. Ủa cái chuối, cái chuối. Chạy nhanh thế. Vừa ồ tên nó ra bắt mình kìa. Tên nó ra bắt mình rồi, tên ra bắt mình rồi, tên. Cân không? Mình có nên cân không? Mình có nên cân không? Thôi không, không nên, không nên, không nên rồi. Không nên rồi. Không nên, nên. Đúng rồi, mày. Đúng rồi, ăn mạng giùm đi. Anh Tây đâu cô? Hay, hay. Hay, hay, hay. Trời, ông chạy luôn, what the hell. Tại sao thằng Echo này, nó chơi một vị tướng mạnh nó như vậy mà nó lại chơi kiểu thật là vãi đái. Rồi xong. Mát rồi. Ok anh em, thì cuối cùng mình đã hồi sinh rồi. Và mình đã về mình mua được thêm cái gương vô danh và cả cái song kiếm nữa. Đam giờ rất là mạnh luôn, 300 mấy chục đam và cả 14 phép. Và hiện giờ thì nghĩ là sẽ win dễ thôi với cái team này. Một đập crit quá tận hơn 1k đam thì chúng nó chịu sinh nổi đây man. Quá ghê con TT luôn. Tờ có blue này. Blue hàng về này. Trời ơi, tốc độ đánh quá kinh khủng luôn anh em ơi. Mày sao mày nó chạy thấy tao. Ok. Giêsu mày sợ thua à, bê chủ liếng vật cơ lỡ. Nãy thằng Giêsu mình nó ăn chủ ở trên top nên để bị Katarina nó chửi sầm lò ra. Không sao, trận này win là được, cần phải dùng mọi cách để win nhé. Ôi, đánh quá kinh khủng luôn, 1.59 tốc đánh rồi. Nếu mà đó là xài E, còn nếu không xài E thì có 1.26 tốc đánh rồi. Nhưng mà lên gương vô danh và cái song kiếm mà tốc đánh đã kinh khủng như vậy rồi. Anh em nghĩ là 100% crit thì nó sẽ ra sao? Thì mình cũng đã làm một cái video Wukong lên 100% crit anh em, mà anh em nào chưa xem á thì anh em có thể vào YouTube và anh em search rồi anh em
Ok Quynh ơi, trụ top nãy rằng là Yusuf nó bê nốt cho mình cái trụ trên top rồi. Giờ còn trụ nhà lính thôi, lên vét thôi với làm gì nữa. Rồi xúc luôn. Tay em nó đoạn combat với boss rồi. Vô luôn mấy mày. Rồi wave. Quynh luôn, Quynh được. Mày nghĩ là Quynh được luôn. Yes, Quynh được không? Được hôm nay. Được rồi. Quynh. Yeah. Combat đi, cũng mày cứ combat đi. Đúng rồi. Đừng quên. Đừng quên combat tí đây, No, GG anh em và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em vào video sau.